Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander, một cái dòng xe gầm cao 7 chỗ phiên bản tiêu chuẩn mà trong cái video ngày hôm nay, thời điểm dịp giữa của tháng 9 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách đang được giảm giá cực sâu dành cho Outlander phiên bản tiêu chuẩn tại thời điểm này. Những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, về bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh của Outlander phiên bản tiêu chuẩn dành cho những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm và có kế hoạch lấy về cái dòng xe gầm cao 7 chỗ hiện tại là rẻ bậc nhất ở phân khúc. Ở trong cái phân khúc thì hiện tại Outlander phiên bản tiêu chuẩn có thể cạnh tranh với những dòng xe ví dụ như là chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn, hay là chiếc xe Mazda CX-5, hay là cùng tầm tiền có thể kể tới chiếc xe Toyota Corolla Cross. Và video này thì mình cũng xin phép là giới thiệu những cái đặc điểm về ngoại thất, về nội thất, tính năng an toàn, tiện ích của Outlander phiên bản tiêu chuẩn dành cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu về chiếc xe 7 chỗ ngồi này. Đầu tiên thì để nói về phần giá của Outlander phiên bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn này mức giá niêm yết của xe là 825 triệu đồng. Và tại thời điểm này đang được hỗ trợ giảm giá lên tới 40 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. 40 triệu đồng dành cho các bạn tại thời điểm này, dịp giữa tháng 9. Ngoài ra đại lý có chương trình về quà tặng phụ kiện cho các bạn, tặng camera 360 và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ dành cho các bạn quan tâm về Outlander phiên bản tiêu chuẩn này. Ngoài ra chúng ta có chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình, quý anh chị các bạn nhé. Rất nhiều chương trình về quà tặng từ cam, từ bảo hiểm, từ dán kính cách nhiệt, trải sàn da và tiền mặt. Vậy thì mức giá lăn bánh của phiên bản tiêu chuẩn tại thời điểm này ở tỉnh mình có tính là 871 triệu, ở Hà Nội là 907 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 891 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 871, Hà Nội là 907 và Thành phố Hồ Chí Minh là 891 triệu đồng. Nếu anh chị chúng ta muốn mua trả góp thì ở tỉnh số tiền cần chuẩn bị tối thiểu 243 triệu, Hà Nội tối thiểu là 280 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 263 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 243, Hà Nội 280 và Thành phố Hồ Chí Minh là 263 các bạn nhé. Thế còn về những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất của chiếc xe này thì mình cũng xin phép là giới thiệu nhanh qua một chút dành cho khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu để các bạn có xem mà có lựa chọn về chiếc xe này hay không. Với Outlander phiên bản tiêu chuẩn thì phần mặt ca lăng vẫn tuân theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Steel thường thấy của tất cả những dòng xe Mitsubishi đã tạo dựng nên thương hiệu. Phần đầu xe thì vẫn có logo của Mitsubishi, đúng không ạ? Được ốp mạ chrome sáng bóng và có điểm nhấn là cái thanh chrome được đặt song song như thế này chạy qua cái phần logo. Bên dưới là chúng ta có cái dạng tổ ong là sơn màu đen bóng các bạn nhé. Và đương nhiên ở đây chúng ta có cái lưới tản nhiệt sẽ giúp cho cái việc tản nhiệt bên trong tốt hơn. Ngoài ra thì mắt camera bên trong, mắt cam 360 của chiếc xe này cũng đã được nắp rồi các bạn ạ. Bản tiêu chuẩn nhưng có cả camera 360. Ở bên dưới này chúng ta có một cái thanh cản trước, thì cái thanh cản trước này được sơn nhựa màu bạc các bạn nhé. Và cái phần hốc này chúng ta được ốp chrome, còn cái thanh cản trước kia chỉ là sơn nhựa màu bạc thôi, bạc sần. Đó là về phần mặt ca lăng. Thế còn về phần công nghệ đèn trang bị cho cái phiên bản tiêu chuẩn này của Outlander thì ở đây chúng ta có một cái giải đèn LED định vị ban ngày. Đây là mình cũng đã bật đèn rồi. Phần đèn pha cốt sẽ là sử dụng đèn halogen cho ánh sáng màu vàng các bạn nhé. Và tích hợp trong cụm đèn này chúng ta có đèn xi nhan. Đó. Đèn pha cốt là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng các bạn ạ. Dưới đây, ở bên dưới đây chúng ta sẽ có là đèn, ở đây chúng ta có một cái thanh chrome. Đây là hầu như tất cả những dòng xe của Mitsubishi thì sẽ có như thế này thôi, ngôn ngữ thiết kế của bên Mitsubishi. Đèn pha cốt sẽ là đèn halogen, cũng là đèn halogen và cũng cho ánh sáng màu vàng, sẽ giúp cho cái việc mà phá sương, tạo tầm nhìn tốt hơn khi mà các bạn đi trong những cung đường trời sương mù hay là trời mưa, quý vị các bạn nhé. Đó là cơ bản nhất về phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn xe của Outlander, một dòng xe 7 chỗ gầm cao này, thì chúng ta quan tâm tới bao giờ cũng vậy, đó là cái la răng. La răng của phiên bản tiêu chuẩn này cũng sẽ là la răng 18 inch và được phay ở đây chúng ta có điểm nhấn giữa màu bạc và màu đen nhám các bạn nhé, tạo ra cái cảm giác thể thao và chắc chắn cho cái phần la răng này. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có kiểm soát lực kéo các bạn ạ. Hầu như là tất cả những cái tính năng an toàn cơ bản nhất thì phiên bản tiêu chuẩn này cũng đã được trang bị rồi anh chị nhé. Đó là về phần mà la răng. Thế còn sang cái phần gương chiếu hậu của xe thì là được sơn cùng màu thân xe, sơn cùng màu thân xe và có tích hợp xi nhan trên gương quý chị các bạn nhé. Và ở đây
chúng ta có thể nhìn cái đèn tích hợp sinh, cái đèn tích hợp sinh nhan trên gương và cái mắt cam, mắt cam 360 được đặt ở ngay bên dưới này. Đó, gương là gương gập điện chỉnh điện và có sấy gương các bạn nhé. Gương chiếu hậu là gập điện chỉnh điện và có sấy gương rồi. Phần viền tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome sáng bóng, và ở đây chúng ta có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key, có nghĩa là thao tác chỉ cần bằng chìa khóa thôi, bằng nút bấm thôi. Chìa khóa thì đeo bên người là ok, là có thể đóng mở khóa cửa rồi. Phần viền chân kính cũng đã được ốp mạ chrome rồi, là một cái điểm nổi bật. Ngoài ra thì cái phần sườn xe này chúng ta cũng có một cái thanh chrome đặt ở vị trí bên dưới này, nó tạo ra cái cảm giác là chắc chắn và khỏe khoắn hơn cho cái phần sườn xe của Outlander phiên bản tiêu chuẩn này. Đó là cơ bản về phần sườn xe. Tiếp theo thì xin mời sang các bạn sang cái phần đuôi sau này của chiếc xe Outlander CVT, một cái phiên bản mà rất dễ để mọi người tiếp cận với tầm tiền đâu đó tại thời điểm này được giảm rất là sâu lên tới 40 triệu đồng dành cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có bảo hiểm này, có đủ phụ kiện luôn. Tổng chương trình khuyến mại mình cũng tính lên đấy khoảng tầm gần 70 triệu. Đèn hậu phía sau này cũng, đây là mình cũng đang bật đèn định vị rồi các bạn nhé. Đấy, đèn hậu phía sau giải đèn LED này, khi mà các bạn đi trời tối thì nó sẽ dễ nhận diện hơn, nổi bật hơn với cái phần đèn hậu này. Được nối dài từ cái phần hông này sang cái phần cốp phía sau này. Và ngoài ra chúng ta có một cái thanh chrome được nối hai cái phần viền đèn hậu phía sau này, và đặt trung tâm sẽ là logo của Mitsubishi. Đấy, với phiên bản này chúng ta có cam lùi các bạn nhé, có cam lùi, và ngoài ra chúng ta có cảm biến lùi nữa. Với phiên bản premium, phiên nào tức là phiên bản cao hơn cái phiên bản này, thì chúng ta có cả cảm biến ở phần đầu xe, nhưng mà phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ có chỉ có cảm biến lùi thôi, chứ không có cảm biến ở phần đầu xe. Phần đầu xe vừa rồi mình có giới thiệu thì chúng ta có thể để ý là nó không có cái đèn, không có cảm biến ở phần đầu. Ở phần sau này chúng ta có cái thanh cản sau, ốp cản sau này, cái này cũng là sơn nhựa màu bạc thôi các bạn nhé, chứ không phải là ốp chrome đâu ạ. Sơn nhựa màu bạc dạng sần, quý chị các bạn nhé, chứ không phải ốp chrome đâu. Nó đôi khi thì nó cũng sẽ tạo cái cảm giác sang trọng hơn cho chiếc xe Outlander phiên bản tiêu chuẩn này. Ở trên đây chúng ta có một cái anten dạng vây cá mập được sơn cùng màu với cả màu của xe luôn. Đó, phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ không có cửa sổ trời anh bạn các bạn nhé, phiên bản premium mới có cửa sổ trời. Đây, vào không gian nội thất bên trong, không gian nội thất bên trong thì anh chị chúng ta quan tâm tới đó là về màu sắc, thì đương nhiên sẽ làm ở đây thì hoàn toàn là màu đen, từ ghế đen này, từ táp lô đen này, từ vô lăng cũng là màu đen hết. Một chiếc xe gầm cao với số chỗ ngồi là 7 chỗ ngồi. Ghế ở đây sẽ là ghế da nhé, ở trung tâm này chúng ta sẽ là da lộn, ở viền ngoài chúng ta sẽ là da trơn, quý chị các bạn nhé. Những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ, độ hoàn thiện chi tiết cao, quý chị các bạn ạ. Phần ghế này thì ngồi cũng rất là ôm lưng thôi các bạn nhé. Những cái đường chỉ màu trắng này thể hiện cái độ hoàn thiện chi tiết cũng rất là tốt cho cái phiên bản Outlander bản tiêu chuẩn này. Với cái phiên bản premium thì chúng ta sẽ ghế theo cái hình hạ họa tiết kim cương, nhưng mà mình nghĩ như này cũng ok rồi. Ghế là điều chỉnh điện các bạn ạ, ghế điều chỉnh điện rồi, không phải điều chỉnh cơ đâu, thì các bạn cũng rất là ngồi thoải mái, điều chỉnh các tư thế rất là dễ dàng thôi. Phần táp ly cửa vị trí người lái ở đây chúng ta có một cái lẫy mở cửa này, và lên xuống kính thì bốn cánh cửa đều là auto tự động một chạm hết các bạn ạ. Đây là một cái điểm mà mình rất là hay, điều chỉnh vị trí người lái cả bốn cánh cửa đều lên xuống kính auto tự động một chạm. Ở đây chúng ta có đóng mở khóa cửa này, khóa gương này, điều chỉnh mặt gương các bạn nhé. Điều chỉnh mặt gương làm sao là cái tư thế, cái tầm nhìn các bạn quan sát phía sau khi bạn lái xe một cách là dễ dàng nhất. Đấy, mỗi người có một cái tầm nhìn khác nhau. Tiếp theo nữa, vào bên trong này thì chúng ta có một cái cửa gió điều hòa của cái phiên bản tiêu chuẩn Outlander CVT, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản mà hiện tại đang giảm giá nhiều. Vô lăng bọc da ba chấu có đầy đủ những cái tính năng ở trên cái phần này. Chúng ta có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh các bạn ạ. Ngoài ra thì với phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta cũng được trang bị về cruise control rồi quý chị các bạn nhé. Bản tiêu chuẩn này cũng đã được trang bị về cruise control rồi, nên anh chị em chúng ta có thể là yên tâm khi mà đi trong những cung đường mà chúng ta đi đường trường ấy. Cái số túi khí của bản này cũng được trang bị lên 7 túi khí và có lẫy chuyển số trên vô lăng các bạn nhé. Bản tiêu chuẩn vẫn có lẫy chuyển số trên vô lăng. Gạt mưa thì có chế độ auto rồi. Đèn nổ start top rồi, đương nhiên rồi. Ngoài ra thì điều hòa sẽ là điều hòa hai vùng độc lập. Với phiên bản tiêu chuẩn này cũng sẽ là điều hòa hai vùng độc lập luôn. Điều hòa tự động quý chị các bạn nhé. Chúng ta có đầy đủ tất cả những cái nút bấm ở trên cái hệ thống điều hòa này. Tăng giảm về quạt gió này, rồi là lấy gió bên trong, lấy gió ngoài, những cái tính năng cơ bản nhất mà chúng ta thường thấy. Ở bên dưới này thì chúng ta có một cái những cái nút, ví dụ những cái cổng, hai cổng USB.
đấy, cổng USB này, rồi là chúng ta có một cái hộp ở đây, hộp để đồ, rồi là chúng ta có một cái hộp số, cái lẫy cần số. Cần số này là cần số, hộp số sẽ là hộp số CVT các bạn nhé. Máy là 2.0, dung tích xi lanh là 2.0, hộp số CVT, có phanh tay điện tử rồi, có auto hold rồi các bạn ạ. Nên cái phiên bản tiêu chuẩn này cũng rất đáng để mọi người quan tâm mà. Tính năng an toàn thì mình thấy là hầu như là cũng là đầy đủ đấy. Tính năng an toàn cơ bản là đầy đủ, từ túi khí, từ những cái tính năng hỗ trợ phanh đấy, ABS cân bằng điện tử, nó tóm lại là đầy đủ. Tính năng tiện ích thì mình cũng thấy là trang bị ở mức cơ bản. Đương nhiên thì nó không thể so sánh với phiên bản Premium được vì cái tầm tiền nó chênh lệch nhau nhiều. Nhưng mà với tầm tiền này thì sự lựa chọn này trong phân khúc này thì rất đáng để mọi người có thể là quan tâm. Hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng rãi thoải mái thôi. Có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai này. Ở hàng ghế thứ ba thì đây là một chiếc xe với số chỗ ngồi là 5+2, thì hàng ghế thứ ba này nếu người lớn ngồi ấy, thì mình nghĩ là nó cũng không được thoải mái đâu. Thực sự thì những cái dòng xe 5+2, kể cả về dòng xe Honda CRV thì số chỗ ngồi hàng ghế thứ ba thì thường là cho trẻ con ngồi thì nó sẽ là thoải mái hơn. Còn đương nhiên người lớn chúng ta cố ngồi thì nó vẫn được một cách là dễ dàng thôi. Đó là cái mức giá này, cũng như là những cái tính năng an toàn tiện ích, đặc điểm về ngoại thất, nội thất, nội thất của chiếc xe Outlander CVT phiên bản thường này mà trong cái video ngày hôm nay dịp giữa tháng 9 Topcar VN cập nhật dành cho quý vị các bạn. Và mình cũng muốn nhấn mạnh một cái điều nữa, cái mức giá này vẫn còn linh động tại thời điểm 15 ngày cuối cùng của tháng 9 này quý vị các bạn nhé. Anh chị chúng ta hãy gọi trực tiếp theo cái số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể nhận báo giá, có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử để làm sao có thể có những cái chương trình về quà tặng phụ kiện sẽ linh động hơn nữa dành cho quý vị các bạn. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại, và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcar VN. Xin chào.